Và bây giờ xin mời các bạn nghe tiếp phần thứ 6 của cụm A22 tình báo dinh độc lập. Ông Cẩn với chiếc áo cộc tay, cái quần lá tọa, chân đi guốc mộc đứng chờ trước cửa. Hồi gần đây ông Cẩn không coi hắn là tù nhân, kể từ khi đức cha xác nhận hắn không phải cộng sản. Chiếc xe hơi vừa dừng lại, hắn mở cửa bước xuống. Ông Cẩn thân mật mời hắn vô nhà, vừa ngồi xuống ghế, không kịp rót nước, mời thuốc lá như thường lệ, cũng không rào trước đón sau hỏi dồn dập. Hắn tự bảo phải thận trọng, nhưng miệng vẫn nói thao thao, tỏ ra hắn mong thuật lại những điều đã thu lượm được qua cuộc gặp đức cha. Cuối cùng hắn làm bộ nghiêm trọng. Đức cha dự đoán nay mai sẽ có chính biến, tôi hỏi có phải là đang có âm mưu đảo chánh không? Ngài gật đầu. Ông Cẩn sửng sốt. Đảo chánh? Dạ. Đưa mô muốn đảo chánh, nhóm ma đối lập dựa vào Mỹ và cả vào Pháp. Ê, nhưng ai? Tôi gặng hỏi ngài không nói, chắc ngài e trách nhiệm gì à, chết có tai. Nhưng ngài cho biết là họ đang chuẩn bị rất cấp bách. Nếu tôi ở Sài Gòn thì có thể báo cáo ngay với ông cố vấn đó là ai. Đức cha rất tiếc là tôi không có mặt trong đó. Tôi vốn vẫn là người đi nắm tình hình cho đức cha. Chưa mà tổng thống vẫn dùng Đỗ Mậu, chính hắn liên kết với nhiều người chống lại vợ chồng ông Nhu chứ còn ai. Chưa mà tổng thống vẫn còn dùng Đỗ Mậu, chính hắn liên kết với nhiều người để chống lại vợ chồng ông Nhu chứ còn ai. Tôi đồng ý với ông cố vấn, phải chú ý ngay tới giới quân sự, những kẻ thân Mỹ thân Pháp. Ngoài Đỗ Mậu ra, xem mà còn những ai nữa. Nhóm có âm mưu đảo chánh nhất định phải nắm một lực lượng quân sự. Anh sang phòng bên, mang ngay một bản báo cáo về tất cả những điều đức cha đã nói. Anh gửi cho tôi sẽ cho người vô ngay Sài Gòn. Buổi chiều hắn làm xong việc đó, bản báo cáo vẽ lên sự tin cậy của đức cha với cá nhân hắn. Đức cha khẳng định sẽ có biến cố chính trị ở thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian sắp tới. Hắn khuyên ông cố vấn nên thận trọng, chú ý đến nhóm đối lập thân Mỹ thân Pháp, đặc biệt trong giới quân sự. Và hắn rất tiếc là thái độ không rõ ràng của đức cha đối với nhóm đang âm mưu lật đổ chính quyền. Xin mở ngoặc đoạn văn hoàn toàn có dụng ý chia rẽ, xin đóng ngoặc. Trưa ngày 11 tháng 11 năm 1960, trưởng trại tòa Khâm Lê Văn Dư cho hắn biết tin nhóm đảo chánh quân sự đã chiếm đài phát thanh Sài Gòn. Ngoài đường xe nhà binh chạy ầm ầm, nhiều nhà đóng kín cửa, binh lính từng toán đi tuần tiểu. Xe tăng trấn giữ hai đầu cầu Trường Tiền. Bầu không khí hân hoan loan truyền trong những tên Việt Cộng bị giam giữ. Bọn chúng đã sống qua những ngày dài vô vọng chờ dịp thoát thân trở về Bắc Việt. Bọn chúng hy vọng rất là mỏng manh, tia hy vọng này không kéo dài được bao lâu. Ngày hôm sau đã có tin âm mưu đảo chánh bị đập tan. Đám sĩ quan dù Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông cầm đầu cuộc đảo chánh đã trốn chạy sang Nam Vang. Hắn khấp khởi mừng thầm, một sự thay đổi chính phủ lúc này sẽ làm uổng phí tất cả những nước cờ mở đầu mà hắn đã phải đổ vô bao nhiêu tâm huyết và công lao. Ngay khi tình hình vừa yên ổn, ông Cẩn cho người gọi hắn đến nhà. Ông Cẩn cầm tay hắn nói, chỉ có phép lạ trách nhiệm màu của chú mới cải nguy thành an cho tổng thống. Tôi rất cảm ơn anh đã cho tin đúng. Hắn khiêm tốn. Đó là hồng phúc của tổng thống, của gia đình họ Ngô và cũng là hồng phúc của quốc gia, tôi có làm được chi. Anh là quá khiêm nhường, báo cáo của anh gửi tôi đã chuyển ngay tới ông cụ và ông Nhu. Chắc chắn tổng thống và ông cố vấn chính trị không bỏ qua, nên đã có kế hoạch phòng ngừa đảo chánh. Đó là ý kiến của đức cha. Nhưng nếu không có anh hết lòng thì tôi làm sao biết được. Ông cố vấn định khi nào làm lễ tạ ơn? Công gì cả việc nơ mà bữa nay tôi kêu anh vô, tôi có ý định nhờ anh tổ chức giúp, tôi biết anh thông thạo việc lễ. Tôi rất đội ơn ông cố vấn đã dành cho tôi vinh dự lớn, nhưng nếu nhận không tiện, công việc chủ trì một lễ phải do một vị cao niên hoặc đạo đức thánh thiện đứng ra đảm nhiệm. Tôi biết đôi chút kinh lễ nhưng còn nhỏ tuổi lại không phải là người trong nhà. Thầy là người trong nhà, tôi đã nói rồi. Hắn thầm nghĩ biết đâu ông Cẩn cũng muốn nhân đây, thử hắn có đúng là một giáo dân gốc đạo hay không. Hắn nhận lời, uống cạn bình trà, ông Cẩn ngồi tư lự rồi nói, tôi muốn hỏi anh thực lực quân sự của đức cha hiện nay trừ ra rằng tổng bộ tự vệ có bao nhiêu người? Hiện nay chừng hơn 10.000, khi cần huy động sẽ lên tới 30.000. Số khá đông đã trực tiếp chiến đấu chống cộng hồi còn ở miền Bắc. Nếu được tổ chức lại và võ trang đầy đủ sẽ là một lực lượng đáng kể,
nhưng đức cha còn có một chỗ mạnh hơn nhiều. Cha Lê Hữu Từ và cha Hoàng Quỳnh là một trung tâm thu hút những chính khách, những thành phần có ý kiến bất đồng với Tổng thống. Trong đó có nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội Cộng Hòa. Họ tự tìm đến các cha, trước là củng cố nấc thang danh vọng, sau là giải bày sự bất đồng với Tổng thống. Ông Cẩn vẫn trầm ngâm rồi lại hỏi, anh nói đức cha có thiện chí với tôi. Dạ, không phải chỉ lần này ra Thượng Hóa, đức cha mới nói với tôi điều đó. Nghe những lời của đức cha tôi rất cảm động, nếu bây giờ đức cha hiệp lực với lực lượng của ta. Hắn chưa hiểu ông Cẩn định nói đến lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói chung hay lực lượng của ông Cẩn ở miền Trung. Hắn lựa lời đưa đà, được như vậy là hồng phúc cho giáo hội, cho quốc gia. Ông Cẩn mừng rỡ, anh à, cố gắng giúp tôi được không? Từ lâu tôi đã mong như vậy. Quốc gia đang gặp khó khăn, Cộng sản đang chuẩn bị chiến tranh xâm lăng miền Nam. Tổng thống bị áp lực từ mọi phía. Nhiều khi tôi có ý kiến muốn góp với cụ, nhưng ông bà Nhu không nghe, nhất là bà Nhu không ưa tôi. Nếu bây giờ có thêm lực lượng của đức cha thì tốt lắm. Trưa mới mong củng cố được sức mạnh cho chính phủ. Ông Nhu nhắc tôi trả anh về Sài Gòn cho đức cha, nhưng tôi vẫn muốn lưu anh ở lại Quế vì chuyện nớ. Anh mừng được là giúp tôi lớn lắm đó. Ông Cẩn vẫn còn bực dọc. Ông Nhu nói duy linh, nhưng thiệt ra là duy vật. Có khi mô tôi thấy ông Nhu đọc kinh lễ chúa hay vô nhà thờ. Tư cách thầy bổn, hắn được mời chủ trì những buổi lễ tạ ơn kéo dài suốt một tuần tại nhà thờ riêng của ông Ngô Đình Cẩn. Nhân dịp này, hắn gợi ý với ông Cẩn nên tổ chức lễ đồng tế để tạ ơn Chúa. Hắn đã thảo luận với cha Hồng về chuyện này trước khi nói với ông Cẩn. Cha Hồng mừng rỡ tán thành. Đồng tế là lễ lớn nhất do Tổng Giám Mục đứng làm chủ lễ và nhiều linh mục làm phó lễ. Ông Cẩn cũng có ý định đó. Hắn bàn nên nhờ cha Hồng tổ chức tại nhà thờ Phú Cam. Ông Cẩn rất tán thành. Con đường trở về Sài Gòn đã được khai thông, nhưng hắn bắt đầu lo. Vì ông Ngô Đình Cẩn, hắn sẽ bị mắc kẹt thêm một thời gian dài nữa ở miền Trung. Sau ngày lễ đồng tế, ông Cẩn lại cho Lê Khắc Duyệt, giám đốc nha công an trung phần đến kêu hắn vào gấp. Ông Cẩn lộ vẻ băn khoăn. Ông Nhu vừa cho người tra Quế nói tình hình ở Sài Gòn rất nghiêm trọng, phải trả anh về chỗ đức cha. Ông Nhu muốn gặp anh trước khi anh vô, bây giờ giải quyết ra răng. Tôi thấy ông cố vấn nên làm kế quản binh. Một mặt, ông cố vấn nói đang chỉ thị cho tôi tiến hành tổng hợp tình hình và dự thảo một kế hoạch chống đảo chánh để ông cố vấn đệ trình lên tổng thống. Như vậy, trước mắt tôi vẫn ở lại, đồng thời ông cố vấn làm giấy tiến cử tôi với phủ tổng thống. Coi việc tôi về Sài Gòn là chuyện sau này. Trong trường hợp vì yêu cầu cấp bách của ông Nhu không thể trì hoãn, ông cố vấn sẽ cùng tôi bàn bạc kỹ. Khi về đó tôi tiếp tục làm những việc gì để giúp ông cố vấn. Bộ mặt ông Cẩn lo lắng, hắn hỏi, dường như ông cố vấn còn băn khoăn điều chi? Ông Cẩn tuôn ra một hơi. Bây giờ, ông Nhu mới kêu tình hình nghiêm trọng, tôi e muộn. Tôi biết thằng Mỹ từ lâu, quân xảo quyệt, chó má giang hồng phản bạn. Mỹ có chống cộng gì đâu, trước mặt ủng hộ sau lưng lật đổ. Ông cụ thì quá tin nên bị lừa. Ông Nhu làm cố vấn chính trị không ra hồn. Mật vụ an ninh quân đội toàn những quân ăn hại, đuôi mù phản bội. Bọn hắn như rứa, Mỹ như rứa, ta biết lối nào mà đi. Mùa mưa kéo dài suốt những tháng cuối năm ở miền Trung, lúc nào cũng nghe tiếng mưa rơi, khi rỉ rả, thầm thì, khi ầm ầm, nạt nộ. Tiếng mưa rơi đều đều buồn, dứt ruột. Không gian chỉ còn là một màn trắng đục, mọi vật đều như tan thành nước. Mưa đem theo cái lạnh về, cuối năm trời càng rét. Cái lạnh làm cho hắn nhiều lúc nhớ miền Bắc da diết. Miền Bắc lúc này rất gần mà cũng rất xa xôi với hắn. 6 năm hắn vào Nam công tác, xa miền Bắc, xa quê hương hắn. Một lần quê tỉnh Thái Bình, hắn nhớ ngôi chùa mái ngói phủ rêu, nhớ cái miếu ở đầu làng, nhớ cây đa cổ thụ mọc giữa cánh đồng, nhớ những buổi thả diều ngày còn nhỏ. Hắn vào Nam vì cách mạng chủ nghĩa, vì bán nước và đặt mình làm tôi mọi cơ quan tình báo KGB Nga Xô, bởi vì động viên có Hồ Chí Minh phải nhuộm đỏ toàn cõi miền. Với hắn trong lúc này, hình ảnh Hồ Chí Minh trở thành thiêng liêng. Hắn được cấp trên chỉ đạo phải hoàn thành nhiệm vụ cắt đứt sự liên hệ giữa khối công giáo phát diệm với chính quyền. Từ khi Hà Nội dựng lên vở kịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, cuộc đấu tranh của Cộng sản đã chuyển qua thời kỳ vũ lực, lộ nguyên hình ý đồ xâm chiếm miền Nam. Để kịp đáp ứng với nhiệm vụ nằm vùng do lệnh cấp trên chỉ thị, hắn tìm mọi cách để trở về Sài Gòn. Sau lễ Giáng sinh năm 60, bỗng có mấy ngày tạnh ráo,
bầu trời trong sáng hơn với những khoảng xanh thâm thẳm và những đám mây chuyển động, thời tiết khô và lạnh. Độc Ngọc có tin Đức Giám Mục Lê Hữu Từ ra Huế và muốn gặp hắn. Hắn tự hỏi sao Đức cha lại đi ra vào dịp này. Được cha tới thăm vào những ngày này là một ân sủng đặc biệt của vị chủ chăn dành cho con chiên ngoan đạo. Hắn cảm thấy quan hệ giữa cha với hắn đã chuyển qua một thời kỳ mới, nhưng hắn nghĩ chắc cũng có chuyện gì gấp gáp nên cha mới phải tới Huế trong lúc thời tiết đang lạnh giá. Hắn hôn tay Đức cha và bày tỏ biết ơn sâu sắc cha đã dành cho hắn một danh dự hiếm có. Đức cha nhìn hắn bằng cặp mắt lấp lánh chứa đựng những suy nghĩ thâm trầm, nụ cười bao dung thương mến nở trên môi. Sau vài lời hàn huyên, hắn báo cáo với Đức cha những diễn biến mới trong tâm tư ông Ngô Đình Cẩn từ ngày xảy ra cuộc đạo chánh. Cha ngồi lắng nghe nét mặt không đổi, tỏ ra đã đoán biết mọi chuyện. Chỉ khi lúc hắn nói ông Ngô Đình Cẩn muốn liên kết lực lượng giáo phái khu phát diệm với lực lượng của chánh phủ ở miền Trung, cha mới đưa mắt nhìn quanh rồi nói, bây giờ thuyền sắp đắm, ông Út mới nghĩ đến phát diệm. Thưa Đức cha tiên tri mọi việc, những gì xảy ra Đức cha đều nói trước. Ông Út rất phục. Nhắc điều này, Đức cha kể lại cho hắn nghe vụ đạo chánh ngày 11 tháng 11, từ khi nhen nhóm tới lúc nổ súng thất bại. Hắn hỏi, thưa Đức cha, Mỹ đứng sau vụ này sao lại chịu để cho đạo chánh bị dập tắt quá nhanh chóng? Cha chưa nói hết với anh, tổng thống còn đứng được vì người Mỹ chủ trương chưa phế bỏ, họ chưa tìm được người nào xứng đáng thay thế nên phải tiếp tục ủng hộ tổng thống Diệm. CIA được chỉ thị làm động tác giả, tổ chức đạo chánh giả để cảnh cáo ông Diệm bớt cứng đầu với họ, đừng làm cản trở chính sách chống cộng theo ý tòa Bạch Ốc. Người Mỹ trước mắt cần tách ông Nhu ra khỏi phủ tổng thống. Người Pháp và những thành phần thân Pháp căm giận cả Mỹ lẫn ông Diệm và ông Nhu. Nhân cơ hội này, thúc đẩy thành đảo chánh, lật luôn cả hai người. Các đảng phái quốc gia cũng bám theo ông Phan Quang Đáng toan tính chuyện có lợi cho phe nhóm. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết mọi việc do CIA sắp đặt hết. Khi CIA lật ngược thế cờ thì cả cánh đảo chánh bị dập ngay. Trừ mấy người trốn thoát sang Nam Giang, tất cả đều bị bắt. Nguyễn Chánh Thi đảo chánh ông Diệm vì muốn làm đại tướng. Phan Quang Đáng nhìn muốn làm tổng thống, đó là thực chất của vụ 11 tháng 11 năm 60. Vẻ mặt Đức cha bỗng chuyển thành nét đăm chiêu. Vụ này cũng gây những chuyện phức tạp cho giáo hội, cha Lộc và một số cha gốc Nam bị bắt, phía phát diệm ta, cha Hoàng và cha Lê Quang Oánh đang bị theo dõi. Con tin rằng ông Nhu chưa đụng đến phát diệm ta, qua ông Cẩn con biết cả gia đình họ Ngô đều rất kính nể uy tín Đức cha. Con nói đúng, họ đang muốn cầu hòa. Vừa rồi họ đã cử tướng Phan Xuân Chiểu là sứ giả của Tổng thống đến chúc mừng cha nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong tờ thiếp Tổng thống viết, đập tan chính biến vừa rồi, một phần cũng nhờ phát diệm ta đưa tin. Họ đã hiểu, CIA đang cho họ ngồi trên lửa. Ông Diệm và ông Nhu thật sự dao động, cả hai người rất căm giận Mỹ. Các ông đang cho người chạy khắp nơi tìm sự ủng hộ. Người ta đang gõ cửa tòa thánh Vatican ở Sài Gòn. Nguy cơ thứ năm mà con chưa trình bày trong tờ trình bữa trước, giờ đang nổi lên. Cộng sản đã công khai hoạt động từ mấy năm nay rồi. Đây chỉ là thời cơ họ đưa mặt trận dân tộc giải phóng xuất hiện. Biểu tình chống đối lan tràn khắp nơi, lực lượng vũ trang cộng sản cũng tấn công mạnh vào các lực lượng chính phủ. Khó khăn tư bề không chỉ ông Cẩn mà ông Nhu, ông Diệm lúc này, ông nào cũng cần đến ta. Hắn giả vờ băn khoăn. Ông Cẩn tin cậy tha thiết giữ con ở lại Quế, trong khi đó thì ông Nhu lại muốn kéo con về Sài Gòn. Con chưa biết cách xử trí nào cho phải phép. Phải phép là hai tiếng Đức cha thường dùng. Đức cha nói, phải làm đẹp lòng người ta ai cũng như ai, muốn điều gì thì chỉ thích được điều ấy. Con định cứ ở lại Quế theo lời khuyến dụ của Đức cha lần trước. Đức cha xua tay. Tình hình biến chuyển nhiều, ông Nhu sẽ chẳng yên đâu, cũng phải liệu mà trở về Sài Gòn sớm sớm mới kịp tạo nên thời thế, cha Quỳnh cố ý mong anh. Hắn cúi đầu tỏ ra hiểu ý, cha ra Huế chuyến này gặp hắn chỉ có bấy nhiêu lời thôi, hắn tân hót. Ý cha là ý Chúa Trời, con nguyện lập đẹp ý Chúa. Bộ mặt khổ hạnh của Đức cha bừng lên rạng rỡ. Hắn ở nhà thờ Francisco về tòa khâm, chờ cả buổi sáng không thấy ông Cẩn gọi. Hắn không hiểu vì sao lại có sự chậm trễ so với lần trước. Buổi chiều Lê Khắc Duyệt mới phóng xe đến kêu hắn sang gặp ông Cẩn. Tòa nhà của ông Cẩn ở Phú Gam được canh gác cẩn mật hơn mọi ngày. Cảnh sát mặc thường phục, súng ngắn giấu trong người, mật vụ rải khắp chung quanh. Hắn đoán ở đây có một cuộc họp quan trọng.
Ông cẩn quần trùng áo dài nghiêm chỉnh, lại đội thêm cả chiếc khăn xếp, đang đi dạo trong sân vẻ mặt đăm chiêu. Thấy hắn, ông không vồ vập nôn nóng hỏi chuyện gặp đức cha như lần trước. Ông cùng đi với hắn vào nhà và nói nhỏ: ông Nhu mới ở Sài Gòn ra, ông muốn gặp anh ngay. Anh Liệu kế Quảng Bình ở lại Quế với tôi. Ông Nhu hồi sáng đã gặp đức cha ở sân bay Phú Bài. Chuyện anh gặp đức cha ta sẽ nói sao? Dạ, việc tôi ở lại đây như tôi đã bàn với cậu Út, cậu cũng sẽ nói như vậy. Ông Cẩn gật đầu. Anh ngồi một lát chờ ông Nhu. Ông Nhu vấn an cụ cấu. Ông Cẩn nói rồi quay ra, chỉ còn hắn ở lại phòng khách. Hắn chọn chiếc ghế quay mặt về phía ngôi nhà cụ cố để có thể nhìn thấy ông Nhu ngay khi ông từ đó đi ra. Hắn cảm thấy bàng hoàng. Ngày chú Hài Đồng ra đời trên máng cỏ năm nay là một ngày kỳ lạ. Cùng một lúc, hắn đặt tới hai mục tiêu. Mục tiêu sau còn quan trọng hơn bội phần mục tiêu trước. Đây là cái đích. Đảng và hắn đã nhắm nhiều năm nay nhưng chưa lần nào được đến gần. Chính ông Ngô Đình Nhu chứ không phải ông Ngô Đình Diệm là người cấu trúc quyết định mọi đường lối, chính sách của bộ máy Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nhu là bộ não, là linh hồn của chế độ. Ông là cha đẻ thuyết Cần Lao nhân vị, là tác giả các chính sách chiến lược. Nhiều người chê ông Nhu kiêu ngạo lép vế với vợ con, nhưng ai cũng nhìn nhận ông người có sở học, thông minh sắc sảo, có bản lãnh chiến lược. Chuyên dùng những đòn hiểm độc đánh cộng sản Bắc Việt, chạm trán với ông Cẩn là một ông già nhà quê, nhưng chạm trán với ông Nhu là đụng đầu với tử thần. Gió chiều từ sông An Cựu thổi về lùa vào, ngôi nhà họ Ngô trầm lặng, mênh mông như một ngôi đình lớn. Hơi lạnh thấm vào da thịt, hắn như người đã dốc hết sức lực leo lên một đỉnh tháp cao. Đến lúc ngừng lại nhìn xuống, hắn cảm thấy ngọt vì tình thế trên bên của hắn. Tại sao ông Nhu lại phải ra tận Huế gặp hắn? Đức cha đã nói chế độ ông Diệm đang lung lay, ông Diệm và ông Nhu dao động trước quá nhiều mâu thuẫn nan giải, riêng với ông Nhu càng gay gắt, người Mỹ muốn gạt ông Nhu tách ông ra khỏi ông Diệm, chặt đứt ông Diệm một cánh tay. Ông Nhu muốn đi tìm hiểu thêm về phía đối lập mà ông cho rằng hắn có nhiều nguồn tin. Ông Nhu muốn dùng hắn làm trung gian hòa giải với đức cha từ sau. Ông Nhu muốn sử dụng vai trò của hắn trong cánh đối lập ư, hay là vì tất cả những lẽ đó? Gặp ông vào thời điểm này đem lại cho mình nhiều mối lợi. Hắn nghĩ rằng cơ hội đã tạo cho hắn một cái thế, mặc dù đây chỉ là thế mượn, để trực diện với ông Nhu. Nghĩ như vậy, đầu óc hắn trở lại bình tĩnh và cảm thấy phấn khởi. Một người từ căn nhà cũ cố đi ra khác hẳn với ông Diệm và ông Cẩn. Ông có tầm vóc cao lớn. Ông mặc bộ đồ len thẫm màu, chiếc áo len cổ lọ kéo lên tận mang tai. Ông Nhu đi lao đầu về phía trước, hai bàn tay để giáp ngực, những ngón tay đang vào nhau, thoạt trông như ông đang chống với cái lạnh từ luồng gió ngoài sông thổi về, nhưng hắn lại thấy hai bàn tay ông Nhu rời nhau, bàn tay phải nắm chặt lại, đập vào lòng bàn tay trái. Hắn biết ông Nhu đang bận tâm suy nghĩ và trong óc vừa chợt nảy ra một điều gì. Hắn vội đứng lên trong khi ông Nhu chưa kịp thấy hắn. Hắn cần phải chuẩn bị cho mình một tư thế trong những giây phút tiếp xúc đầu tiên. Hắn chắp hai tay sau lưng ung dung đi bách bộ về phía cuối gian nhà. Hắn tính toán khi ông Nhu tới cửa phòng khách thì chỉ trông thấy phía lưng hắn đang khoan thai dạo bước như một người thân thuộc trong gia đình. Khi ông Nhu bước vào phòng khách thì hắn vừa đi đến cuối nhà và quay lại. Hắn sẽ có thời giờ trực tiếp quan sát thái độ của ông Nhu. Hắn làm ra vẻ rất tự nhiên, ứng phó một cách bình tĩnh linh hoạt như một người đại diện có thẩm quyền của đức cha Lê Hữu Từ. Từ xa ông Nhu nhìn thấy hắn, ông rảo bước tiến lại như muốn nhanh chóng thu ngắn khoảng cách. Khuôn mặt vuông vức đã mang nhiều dấu nếp nhăn suy tư, hơi bị bóp lại phía dưới vì cái cằm nhỏ và nhọn, dưới cặp lông mày nằm ngang nổi lên một cặp mắt rất sắc. Hắn vừa dừng lại định cúi đầu chào thì ông Ngô Đình Nhu đã bước nhanh lại chìa tay ra, siết thật chặt đôi mắt sáng ngời cất tiếng chào nồng nhiệt cởi mở. Hai bên cầm tay nhau trao đổi những câu thăm hỏi sức khỏe bằng tiếng Pháp. Hắn nói: xin chào ông cố vấn chính trị, tôi rất hân hạnh gặp lại người cựu chiến sĩ của Phát Diệm chúng tôi. Ông Nhu buông tay hắn xoay mình nhẹ nhàng, dìu nhẹ hắn cùng sánh đôi đi thêm mấy bước. Ông Nhu hỏi ngay như một người đã quen biết lâu ngày: đức cha có nói gì thêm với anh không? Thưa ông cố vấn, sáng nay ông cũng đã gặp đức cha. Có, tôi gặp đức cha ít phút ở sân bay Phú Bài, chỉ trao đổi đôi lời vấn an. Cha hồng hào khỏe mạnh, nhưng hình như cha vẫn dè dặt.
Rõ ràng ông Nhu không hài lòng về cuộc gặp gỡ. Thưa ông cố vấn, tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ khá dài. Những điều tôi viết trong tờ trình là rất vắn tắt. Sáng nay cha có hỏi một điều tôi nghĩ là hệ trọng, có thể nói gọn tất cả trong một vài câu, nhưng e chẳng giúp ích được gì cho ông cố vấn. Cần phải đi sâu vào từng vấn đề, từng con người, từng chi tiết mới mong bộc bạch với ông cố vấn nhiều điều chưa có dịp nói ra. Rất tốt, vì vậy tôi mới cất công ra đây. Tôi đã nói với cậu Út, chiều và đêm nay anh ở đây, anh và tôi sẽ trao đổi trước khi tôi ra máy bay. Chúng ta nói chuyện một cách thẳng thắn, cũng cần nói trước là tôi có những điểm không đồng tình với bản nhận định của anh. Cặp mắt đang nồng nhiệt của ông Nhu bỗng trở nên lạnh như băng và đây là uy quyền. Em tôi không hiểu chính trị, sau này không còn có tôi, em tôi sẽ chết vì chính trị, cho nên đã dốc lòng tin anh. Đức cha, ân nhân của tôi mà anh là phụ tá của ngài. Đó là trở ngại thứ nhất để tôi xử tội anh. Trở ngại thứ nhì, người thân nhất của tôi Tạ Đình Đề hoạt động tình báo cho hàng ngũ quốc gia, vừa bị KGB phát giác, đại diện của tôi tại miền Bắc, đồng ý đi đến một thỏa hiệp với Hồ Chí Minh không đưa ra xử bắn Tạ Đình Đề, thì ở trong Nam anh vẫn sống ung dung với chiếc bóng của giáo khu phát diệm. Tuy nhiên, thỏa hiệp chỉ có tính cách lâm thời, khi không còn có tôi nữa, sinh mạng anh tự lo lấy, và khi không còn Hồ Chí Minh nữa, tính mạng Tạ Đình Đề được quyết định bởi đảng Cộng sản. Mồ hôi chảy từ vầng trán rớt lộc độc xuống khuôn mặt mất máu của hắn. Ngô Đình Nhu nói tiếp, như anh đã thấy, tôi chống đỡ cùng một lúc mấy cuộc chiến tranh, Cộng sản xâm lăng, Mỹ ép tôi phải biến thành một thứ tay sai đắc lực, chống cộng theo chiều hướng mất chính nghĩa dân tộc. Pháp lâm le phá rối tôi, giáo hội Hoa Kỳ đang có mưu mô đồng lõa giáo hội Việt Nam, theo khuynh hướng thân công giáo Hoa Kỳ, độc lập với tòa thánh La Mã, Phật giáo đang chuẩn bị chiến tranh, giáo dẫn, đòi quyền lợi tôn giáo lên trên quyền lợi quốc gia. Tòa thánh Vatican quyết định đưa các giám mục thân Pháp đòi phải tôn trọng quyền lợi giáo hội lên trên hết. Đảng phái, nếu tổng thống không thỏa mãn chức tước quyền lợi phe nhóm, một số bỏ theo Cộng sản, một số ở lại gây chuyện tư thù với chế độ Cộng hòa. Trước mặt tôi, anh là một Cộng sản cao cấp, tính mạng nằm trong tay tôi, mà hoàn cảnh thì không cho phép tôi xử tử hình anh. Vậy, xin anh, hãy xem những lời tâm sự của tôi. Trên bệnh viện dân tộc, người Cộng sản không nhìn nhận, nhưng người quốc gia hữu thần đã công nhận. Sau nội thù chấm dứt, cái còn lại là người Việt Nam. Nhưng sao tôi, Việt Nam còn lại những gì, anh biết không? Dạ thưa, nghèo đói và chậm tiến. Chưa đúng hẳn, sao tôi, Việt Nam là Cộng sản? Như để tránh xa lầy vào tâm lý tội lỗi cho người đối diện, ông Nhu vừa dẫn hắn đi quanh gian buồng, vừa ôn lại những kỷ niệm cũ hồi cuối năm 1946 từ Hà Nội trốn vào phát diệm, nương náu ở nhà chung rồi được đức cha Lê Hữu Từ cử Lê Quang Luật, Hoàng Bá Vinh những người ở phong trào xã hội công giáo bố trí đưa qua Lào. Đổi lại hắn cũng thao thao kể về tình hình giáo khu phát diệm Bùi Chu từ năm 46 đến nay, rõ ràng từng giai đoạn, từng sự kiện, từng nhân vật. Với số vốn liếng đã thu thập được, hắn thừa sức chứng minh cho ông Nhu tin rằng hắn biết rõ phát diệm nhiều hơn ông Nhu. Tập thứ 6 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 7.